trị kho vũ khí của Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ trong những thời điểm biến động toàn cầu. Khi các cuộc chiến nổ ra ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi, Bình Nhưỡng đã nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh sản xuất cũng như buôn bán. Mặc dù Triều Tiên bị cô lập một cách có hệ thống với cộng đồng quốc tế, bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm mua bán nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng trên thực tế, nước này đã đưa vũ khí ra chiến trường, cung cấp cho các đối thủ của Hoa Kỳ. Điều đó tạo ra những lợi ích lớn lao gì cho Triều Tiên và gây rủi ro gì cho các cuộc xung đột? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Điểm nóng quốc tế ngay sau đây. Vũ khí của Triều Tiên đã được phát hiện ở nhiều nơi. Theo thông tin chưa kiểm chứng, đạn pháo của Triều Tiên đang tiếp sức cho các cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Với hơn 1.000 container viện trợ từ tháng 9 năm 2023, lựu đạn và tên lửa vác vai của Triều Tiên có thể đã được Hamas sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Quân đội Israel sau đó tìm thấy nhiều vũ khí này trong các kho chứa của Hamas ở dải Gaza. Bệ phóng tên lửa đa năng, bom lượng AGB-250 và tên lửa dẫn đường 122mm của Triều Tiên, thậm chí được cho là nằm trong tay một nhóm bán quân sự tại Sudan. Triều Tiên hưởng lợi rất nhiều về tài chính, chiến lược và công nghệ nhờ buôn bán vũ khí. Không ít chính trị gia phương Tây cho rằng cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn hoạt động buôn bán này, cùng các tác động gây bất ổn của nó. Để làm được, Hoa Kỳ phải huy động một liên minh quốc tế có quy mô nhằm tăng cường phát hiện, giám sát và yêu cầu tuân thủ các biện pháp trừng phạt. Nếu những bước trên không thực hiện được, thì Triều Tiên có thể thử nghiệm và phát triển vũ khí nhiều hơn, tiếp cận công nghệ mới, kiếm tiền, gieo rắc mầm mống cũng như đổ thêm lửa vào xung đột. Kính thưa quý vị, quan điểm phổ biến của Seoul và Washington là Triều Tiên bị cô lập và thiếu tiền mặt. Vì vậy, cả hai chính phủ thường giải thích các vấn đề của Triều Tiên dựa trên giả định đây là mối đe dọa thứ yếu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lạc quan như vậy không có cơ sở. Mặc dù người dân Triều Tiên bị cô lập khỏi luồng thông tin và thương mại tự do toàn cầu, nhưng chính phủ của họ vẫn duy trì mối liên hệ mạnh mẽ với nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, Iran, Nga và Syria. Bắc Kinh và Moscow đã miễn cưỡng tham gia vào nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực buộc Bình Nhưỡng kiềm chế chương trình vũ khí. Tuy nhiên, họ liên tục bỏ phiếu chống lại việc áp đặt thêm trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an. Không những vậy, thời gian qua, Nga và Triều Tiên đã nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới với những chuyến thăm liên tục. Có tin Triều Tiên đã gửi đạn pháo và tên lửa cho Nga, đổi lại Nga giúp Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự thành công cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác. Triều Tiên giờ đây đã không quá mặn mà trong việc yêu cầu cộng đồng quốc tế giảm nhẹ trừng phạt. Họ tự tin về sức mạnh của mình, thậm chí đủ để thách thức Mỹ. Làm được điều này, Bình Nhưỡng đã tham gia tích cực vào mạng lưới các quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ. Một trong những minh chứng là lời phát biểu của Ngoại trưởng John Sun-hui vào tháng 10 năm 2023. Nếu hòa bình và an ninh trong khu vực bị đe dọa do những hành động dai dẳng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì Triều Tiên và Nga sẽ trở thành yếu tố chiến lược mạnh mẽ để kiềm hãm các tình huống như vậy. Bán vũ khí là trọng tâm của chiến lược này. Bình Nhưỡng từ lâu đã bán vũ khí cho đối thủ, bạn bè và cả đồng minh của Mỹ. Ví dụ, Triều Tiên ủng hộ bạo lực chống lại Israel ít nhất từ đầu những năm 1970. Theo diễn giải của Triều Tiên, Israel là vệ tinh của đế quốc. Cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đã chào đón nồng nhiệt ông Yasser Arafat, chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine BLO tại Bình Nhưỡng năm 1984, sau đó cung cấp một lượng vũ khí nhất định cho Palestine. Cả hai người kế nhiệm của ông Kim Nhật Thành đều tiếp tục chính sách trên. Từ năm 2014, vũ khí của Triều Tiên đã xuất hiện trong kho của Hamas, chưa rõ chúng được gửi trực tiếp hay qua con đường thứ ba nào. Thưa quý vị, Triều Tiên thu được nhiều lợi ích từ việc buôn bán vũ khí. Đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất, họ kiếm được tiền với rất ít hàng hóa nền kinh tế Triều Tiên có thể xuất khẩu. Buôn bán vũ khí là cơ hội hiếm có để sở hữu ngoại tệ, rồi dùng cho chương trình hạt nhân và tên lửa. Buôn bán vũ khí còn giúp xây dựng quan hệ với đối tác, sau đó nhận lại công nghệ tiên tiến. Có thông tin, để đổi lấy vũ khí từ Triều Tiên, Nga đã hỗ trợ chương trình tên lửa và không gian của Bình Nhưỡng. Hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin được tổ chức ở một sân bay vũ trụ. Tại biểu tượng này, ông Kim nói rằng Bình Nhưỡng quan tâm lớn đến công nghệ tên lửa phóng lên không gian.
Chính phủ Mỹ đánh giá Triều Tiên muốn có máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép cũng như thiết bị sản xuất tên lửa đạn đạo từ Nga để đổi lấy vũ khí thông thường. Moscow cũng có thể giúp Triều Tiên phát triển công nghệ phóng tên lửa mang nhiều đầu đạn để áp đảo hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh tại Đông Bắc Á. Moscow đã và đang giúp đỡ Bình Nhưỡng trong các lĩnh vực khác. Tờ New York Times đưa tin, một ngân hàng Nga đã gỡ phong tỏa tài sản trị giá 9 triệu đô la Mỹ của Triều Tiên dùng để mua dầu thô. Triều Tiên cũng được phép mở tài khoản ngân hàng tại một tổ chức tài chính của Nga, qua đó tạo điều kiện quay lại hệ thống giao dịch toàn cầu, vốn từ lâu bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Việc bán vũ khí cũng phục vụ các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng bằng cách thúc đẩy đối đầu và xung đột, làm xói mòn trật tự quốc tế, thách thức Hoa Kỳ và đồng minh. Ví dụ, xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên giúp củng cố trục đối trọng mới nổi lên sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Phần quan trọng nhất của trục này là mối quan hệ Nga-Trung, mối quan hệ mà Bắc Kinh và Moscow từng tuyên bố không có giới hạn. Trung Quốc cung cấp cho Nga mọi thứ họ cần để duy trì cuộc chiến trừ vũ khí. Theo các quan chức Hàn Quốc và Ukraine, Triều Tiên cũng là nước đóng góp thiết yếu, gửi hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Nga từ khi chiến sự bùng nổ, qua đó giúp quân đội Nga tăng cường sức mạnh vào lúc họ thiếu hụt nhất. Sự ủng hộ từ Triều Tiên với cuộc chiến của Nga cũng giúp uy tín của ông Kim ở Moscow tăng cao. Các cuộc gặp liên tục giữa quan chức hai bên rồi hợp tác được mở ra theo chiều rộng lẫn chiều sâu, giúp Triều Tiên giảm phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Trong một lá thư gửi Tổng thống Putin năm 2023, Chủ tịch Kim Jong-un đã dùng những từ ngữ trang trọng ông hay sử dụng khi trao đổi với Trung Quốc. Dù Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, nhưng ông Kim đã đề nghị hỗ trợ đầy đủ và vô điều kiện cho Điện Kremlin trong chuyến đi 6 ngày tới Nga vào mùa hè 2023. Một tháng sau, Nhà Trắng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một tuyến đường biển và đường sắt đang được sử dụng để vận chuyển pháo và tên lửa từ Triều Tiên tới Nga. Theo phía Hàn Quốc, để đáp ứng các đơn đặt hàng trong tương lai, Triều Tiên đang tiến hành vận hành hết công suất một số nhà máy của mình. Họ đang chế tạo tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đạn xe tăng cho Nga, đồng thời cũng có thể gửi nhiều bệ phóng tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Đến nay, mối quan hệ ngày càng tăng giữa Triều Tiên với các quốc gia chung chí hướng đang bị đánh giá thấp ở Washington. Thảo luận về Triều Tiên của các nhà phân tích Mỹ hầu như chỉ tập trung vào thách thức trực tiếp từ kho vũ khí hạt nhân thay vì đe dọa gián tiếp thông qua phổ biến vũ khí. Một số chuyên gia nổi tiếng về Triều Tiên thậm chí còn tranh luận liệu Bình Nhưỡng có đưa ra quyết định chiến lược là tiến hành chiến tranh hay không. Nhiều tiếng nói khẳng định Hoa Kỳ cần một chiến lược mới để giải quyết vấn đề ngày càng nghiêm trọng này. Chính sách trước đây không đủ để đảo ngược những xu hướng đáng lo ngại trên. Tạo ra một chiến lược mới với Triều Tiên được dự đoán không dễ dàng. Công cụ chính của Washington chống lại Bình Nhưỡng là các lệnh trừng phạt, nhưng kỹ thuật né trừng phạt của Triều Tiên ngày càng tinh vi và khéo léo. Họ sử dụng công ty vỏ bọc, thậm chí cả vỏ bọc ngoại giao. Họ cũng treo cờ giả cho tàu thuyền và thay đổi quyền sở hữu cho tàu thuyền khi đăng ký. Giờ đây, khi Trung Quốc và Nga ngày càng hợp tác với Triều Tiên, việc làm ngơ từ hai quốc gia này giúp Triều Tiên tham gia các hoạt động bất hợp pháp và né trừng phạt đơn giản hơn rất nhiều. Dẫu vậy, không có nghĩa là tình hình trở nên vô vọng. Ở những nơi chưa đủ quyết tâm chính trị chống lại sự phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, như Trung Quốc và Nga, điều quan trọng là Hoa Kỳ và đồng minh phải nêu rõ những vi phạm này. Họ nên làm như vậy bằng cách lên án người mua vũ khí từ Triều Tiên và kêu gọi tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm giao dịch như vậy. Mặc dù điều đó khó có thể khiến Moscow thay đổi hướng đi, nhưng sự lên án của phương Tây dù sao cũng có thể khiến Nga và Trung Quốc phải đánh đổi bằng danh tiếng. Khắc phục chỉ bằng cách quay lại tuân thủ quy định cũng coi như lời cảnh báo các nước khác. Đồng thời, Hoa Kỳ cần tiếp tục huy động bạn bè và đồng minh như Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Vương quốc Anh tiến hành tuần tra hàng hải để giám sát các giao dịch bất hợp pháp của Triều Tiên. Nỗ lực này đã thực sự bắt đầu tháng 1 năm 2024. Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành tập trận hải quân quy mô lớn để ngăn chặn sự xâm lược giả định từ Triều Tiên. Họ thực hành ứng phó với đe dọa hạt nhân, tên lửa và dưới nước. Theo Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng của họ cũng tiến hành tập trận về liên lạc hàng hải, ngăn chặn hàng hải, chiến đấu trên không, trên biển và trao đổi nhân sự. Đây được cho là một sự khởi đầu tốt, nhưng vì mạng lưới giao dịch của Triều Tiên mang tính toàn cầu nên nỗ lực do Mỹ dẫn dắt cần nhiều đối tác hơn và phạm vi tiếp cận lớn hơn. Liên minh các quốc gia cũng phải kết hợp với khu vực tư nhân để tìm các mạng lưới và con đường buôn bán vũ khí của Triều Tiên.
Đào tạo và hỗ trợ sẽ rất quan trọng cho nỗ lực này. Hoa Kỳ và đối tác đã tài trợ cung cấp chương trình đào tạo về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Họ cũng chia sẻ kỹ thuật để sàng lọc và phát hiện mạng lưới buôn bán công nghệ, linh kiện và giao dịch tiền tệ của Triều Tiên. Nhưng 90% các quốc gia có thu nhập thấp và 50% các quốc gia có thu nhập trung bình được phát hiện không tuân thủ hoặc chỉ tuân thủ một phần nghị quyết của Liên Hợp Quốc về ngăn chặn phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một phần điều này dường như xuất phát từ nhu cầu chính trị. Họ không có động lực để quyết liệt cản trở Triều Tiên. Đây có thể là lý do vì sao vũ khí của Triều Tiên được quân đội Israel tìm thấy trong các hầm ngầm của Hamas ở dải Gaza. Triều Tiên thường xuyên sử dụng đối tác trung gian và cờ giả để ngụy trang cho tàu vận tải, kiểm soát và báo cáo lỏng lẻo tại các trung tâm vận chuyển, giúp Triều Tiên có kinh nghiệm trốn tránh lệnh trừng phạt. Theo một cuộc điều tra của chính phủ Anh, chưa đến 5% cá nhân và tổ chức được đề cập trong báo cáo của Liên Hợp Quốc bị trừng phạt do vi phạm lệnh cấm với Triều Tiên. Điều này một phần do các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên chưa được cập nhật từ năm 2018 do sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, Triều Tiên ngày càng tiến hành các hoạt động trực tuyến. Ví dụ, có thể đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la Mỹ thông qua các vụ trộm tiền điện tử để giải quyết vấn đề trên. Cần có hành động ở cấp chính phủ để cải thiện năng lực thực thi cùng với sự tham gia của những thực thể thuộc khu vực tư nhân, tạo ra động lực chính trị cần thiết cho sự thay đổi ở những quốc gia thân thiện với Triều Tiên. Washington và đồng minh nên tìm cách tập trung sự chú ý toàn cầu vào các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Điều này nên được thực hiện bằng cách lên án hoạt động của Bình Nhưỡng thông qua những điều khoản cụ thể trong các tuyên bố đa phương lẫn song phương. Ví dụ, tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao G7 vào tháng 11 năm 2023, trong đó kêu gọi mọi thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tất cả biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng có thể dùng để lên án việc chuyển giao vũ khí nếu có từ Triều Tiên sang Nga. Nhật Bản và Hàn Quốc đều có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2024, mang đến cơ hội tốt để thực thi điều này. Sự chú ý toàn cầu nhiều hơn giúp nâng cao nhận thức về vấn đề và khuyến khích các nước hợp tác chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Những ai từ chối hợp tác có nguy cơ bị tẩy chay, mặc dù Trung Quốc và Nga không sợ phải trả giá, nhưng các công ty của họ có thể phải gánh chịu hậu quả. Đến nay, Hoa Kỳ vẫn miễn cưỡng ban hành và thực thi các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với một số thực thể có quan hệ kinh doanh với Triều Tiên, mặc dù Liên Hợp Quốc đã xác định châu Á là địa điểm số 1 để Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt và Trung Quốc là tâm điểm, song Washington tỏ ra miễn cưỡng chỉ định các thực thể Trung Quốc vào danh sách đen vì làm như vậy có thể gây ra hậu quả trên diện rộng đối với quan hệ Mỹ-Trung. Thời điểm mà sự chú ý của Washington đang hướng vào các sự kiện ở châu Âu và Trung Đông, một số chuyên gia tự hỏi liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng chống lại các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hay không? Chắc chắn những rủi ro sẽ gia tăng không chỉ cho khu vực mà trên toàn cầu. Nếu hành vi của Triều Tiên không được hạn chế lại, thế khó bây giờ là nhiều quốc gia có xu hướng coi vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là tình hình nội bộ trên bán đảo Triều Tiên không quan trọng bằng cuộc chiến Ukraine, cuộc chiến Israel-Hamas, eo biển Đài Loan hay hành lang Biển Đông. Một số ý kiến cho rằng suy nghĩ trên chưa sâu sát, lý do là vấn đề Triều Tiên đe dọa lợi ích nhiều quốc gia và cả trật tự toàn cầu, cũng như tác động đến một loạt thách thức khác. Quy mô của mối đe dọa từ Triều Tiên có thể đòi hỏi Hoa Kỳ cần mạnh tay hơn trong việc áp đặt lệnh trừng phạt lên những thực thể kinh doanh có làm ăn với quốc gia Đông Bắc Á. Những thực thể này phần lớn đến từ Iran, Nga và Trung Quốc. Năm 2018, Mỹ đã trừng phạt một số ngân hàng Nga vì tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính của Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện nay, nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên đang tăng lên, do đó Hoa Kỳ và đồng minh cần quay lại các chính sách cứng rắn như trước. Sự hội nhập của Triều Tiên vào khối các quốc gia cùng chí hướng cho phép họ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, xuất khẩu vũ khí tới các nơi xung đột, củng cố sức mạnh cho chính mình và đối tác, tất cả nhằm tự bảo vệ mình, nhưng ở khía cạnh nào đó cũng là để thách thức trật tự quốc tế hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng quá trình trên của Triều Tiên gắn chặt với cuộc chiến ở Ukraine, Trung Đông và các hành động của Trung Quốc về tranh chấp biển đảo tại châu Á. Ngoài ra, những biện pháp bao vây, cấm vận và trừng phạt của Hoa Kỳ lẫn đồng minh dù sao cũng chỉ là bề ngoài, mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ bên trong. Thậm chí thời gian qua đã chứng minh áp lực từ bên ngoài chỉ khiến Triều Tiên củng cố đoàn kết và tăng cường sức mạnh từ bên trong. Đây là lý do giải quyết vấn đề kho vũ khí và các đe dọa của Triều Tiên thực sự không đơn giản. Chương trình Điểm Nóng Quốc tế hôm nay cũng xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.